Hello everyone, xin chào cả nhà. Hôm nay là dẫn bọn nhỏ đi cắt tóc trong khu vực của mình ở. Những cô thợ hớt tóc nè, cũng là người Việt của mình luôn. Mùa hè cũng là mùa của cá hồi, sockeye salmon, cho nên làm những món ăn từ món cá này để mà cả nhà cùng dùng bữa. Hôm nay thì làm món lẩu cá hồi và thịt bò và cá hồi nướng để mình cuốn rau sống bánh tráng mà ăn. Đây là vừa nướng mà vừa là nồi lẩu luôn. Món cá hồi nướng bơ. Ăn có thể ăn với bún. Với rau cải. Rồi món canh chua cá hồi. Lẩu canh chua cá hồi. Và đây là món nem nướng cuốn. Nem nướng cuốn Nha Trang. Mình làm để đem đi cho một cái tiệc ngày hôm nay. Đây là những thành phần nguyên liệu dùng cho món nem cuốn này. Đây thành phẩm mình cuốn sẵn xong một mâm. Rồi chuẩn bị đi tiệc nào. I think this was only for you and Thắng. I'm way too much, yeah? It's okay, same thing. Wait, mom! Mom! Wait, for my mom. No! Again? Another one. Four! Yeah. Okay. This time is it. Seven! Is the extra?
Okay, let's do one. Tom! Where's Tom? Yeah, the main character. Rod, why do you Tom? Boy, have one! Tom! Tom! One more! Waiting. Just last one. See, today sunny and sunny. Okay. For you, sunny and sunny. For you. Tiệc hôm nay là của cháu trai phi công trẻ mặc áo trắng này tổ chức để mà chuẩn bị học thêm tới tầng lớp mới hơn trong ngành nghề của mình. The black grapes. Chips, ketchup. Rất đông bạn bè của cháu phi công này đã có mặt để chúc mừng và tiễn đưa em đến con đường cao hơn trong ngành nghề của mình. Đồng em nhớ là năm nhiêu này ta, năm mấy mấy á, là cái tờ đó may mắn nhất á. Nè cho chân tờ nè. Ôi được rồi chị. Chấm lên đó nhiều nhiều ăn mới ngon. Trời ơi, lúc trước ăn còn liếm nữa. Đúng rồi trong này. Ở Việt Nam nó làm lỏng hơn chút xíu nữa, người ta hấp luôn. Đúng rồi. Con em đứng tư vậy á, với anh em á, chết khỏi cần rửa đâu. Đúng rồi. Nó liếm. Nó giết con đứa sắc nó. Ừ, giết anh chơi. Hả? Nhiều lúc anh nhìn dài không ngon nha. Anh ngon không ngon. Giết nó sạch sẽ.
đúng rồi. Trời ơi, cái này tắm bia hả? Dạ. 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 Ngày bữa đi hết à. Chừng nào đi hả? Thứ tư đi chị. Thứ tư. Cái gì vậy? Nó làm gì? Nó đang chụp hình một đang. Việc chụp hình. Việc chụp hình. Dạ việc chụp hình. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.